Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Sốt Suy Tinh được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Tin tức về việc top Big Bang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do sốc thuốc bắt đầu nổ ra vào chiều hôm qua. Khi ấy gần như tất cả các trang báo lớn đều dùng những từ như bất tỉnh, hôn mê, nguy kịch để đưa tin về tình trạng của thành viên Big Bang, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và nghi ngờ nam thần tượng vì quá stress mà dùng thuốc ngủ tự vẫn. Một nguồn tin đáng tin cậy đã khẳng định Top chưa tỉnh lại. Một số người nói rằng Top đã tỉnh nhưng thực tế anh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê tại phòng cấp cứu. Hiện anh đang được theo dõi và tiếp nhận điều trị. YG Entertainment cũng xác nhận với tờ My Daily rằng họ chưa hề nghe tin Top đã tỉnh lại. Sáng ngày 7 tháng 6, mẹ của Top cùng quản lý xuất hiện trong tình trạng tiêu tụy và đầy phẫn nộ cho biết. Bác sĩ nói rằng lưỡi Top bị khô, thiếu oxy lên não nên có thể não sẽ gặp vấn đề. Hiện giờ vẫn phải đeo mặt nạ oxy. Nhưng truyền thông đã đưa thông tin sai lệch về phát ngôn của bệnh viện và cảnh sát, trong khi cả hai phía không hề phát biểu bất cứ điều gì. Trong buổi gặp gỡ báo chí, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh xác nhận Sơn Tùng MTP sẽ trở lại với chuỗi chương trình âm nhạc mùa hè dành cho sinh viên do QR tổ chức. Nữ ca sĩ cho biết dù Sơn Tùng đã rời khỏi công ty quản lý của ông xã Quang Huy, nhưng cả hai vẫn hợp tác, hỗ trợ nhau trong công việc. Vào cuối năm 2016, nam ca sĩ gốc Thái Bình chính thức tách khỏi công ty QR của ông bầu Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sau 2 năm hợp tác. Quyết định này từng gây xôn xao khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Sơn Tùng và ông bầu Quang Huy. Trong khi đó, Sơn Tùng đã khẳng định dù không còn công tác với nhau, nhưng giữa anh và nhạc sĩ Quang Huy vẫn thường xuyên liên lạc và kề vai sát cánh trong các dự án khác. Đây được cho là minh chứng cho mối quan hệ giữa Sơn Tùng và công ty chủ quản cũ vô cùng tốt đẹp, không như những lời đồn đoán của dư luận trước đó. So lại hàng loạt hoạt động của Huỳnh Anh gần đây trên mạng xã hội, những người tinh ý đã phát hiện ra một bức ảnh khả nghi cho thấy hot boy đã đi xem bắn pháo hoa tại Đà Nẵng cùng một cô gái bí ẩn. Ngay lập tức, cư dân mạng đã đoán già đoán non, cho rằng liệu đó có phải là người mới của Huỳnh Anh. Tuy nhiên, được biết cô gái này chỉ là đồng nghiệp của Huỳnh Anh và cả hai cùng quay một quảng cáo cho một chương trình tại Đà Nẵng. Trước đó, Huỳnh Anh đã từng công khai chuyện chia tay bạn gái trên fanpage từ hôm 19 tháng 5, nhưng nhiều người vẫn chỉ nghĩ rằng đây là một lời đùa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, cả hai đã đường ai nấy đi. Sau 3 năm gắn bó không màu mào điều tiếng, tiếc thay cặp đôi Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn không thể có một cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp như mơ giữa chốn showbiz thị phi. Nguyên nhân rạn nứt hiện vẫn là niềm tò mò đối với nhiều khán giả. Tuy vậy, những người trong cuộc vẫn muốn giấu kín, chưa tiết lộ. Dù sao đi nữa, những ai theo dõi cặp đôi này sẽ thấy vô cùng trống rỗng, bứt rứt ngay khi nghe tin không vui này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sốt Suy Tinh và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sốt Suy Tinh bằng cách subscribe kênh SML Channel nha.